Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Huệ, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thế giới lưu niệm. Các bạn ơi, trong cuộc sống của chúng ta thì không thể thiếu các món quà phải không nào? Ví dụ như là búp bê, ô tô điều khiển từ xa. Nhưng mình thích nhất là tấm thiệp này, mẹ mình đã tặng cho mình đấy. Các bạn có thấy đẹp không? Nếu thấy đẹp, hãy kể cho mình và chương trình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.